Chào mừng đồng bào đã trở lại đồng hành cùng Sống Làng Việt. Đêm hôm nay mời bà con về thăm thành phố Việt Trì, đi qua một vài con đường để khám phá cuộc sống người dân đất tổ Hùng Vương nhé. Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, cách trung tâm thủ đô Hà Nội 70 km về phía Tây Bắc, nằm ở vị trí chuyển tiếp từ địa hình đồi núi sang địa hình đồng bằng, là đỉnh của tam giác châu thổ sông Hồng. Thành phố Việt Trì là đô thị trung tâm của các tỉnh Trung Du và miền núi, là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị, khoa học, kỹ thuật của tỉnh Phú Thọ, có vị trí rất quan trọng về an ninh, quốc phòng, là đô thị động lực trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Phú Thọ và vùng Trung Du Bắc Bộ. Việt Trì được xem là đất phát tích, là kinh đô đầu tiên của nhà nước Văn Lang, là thành phố du lịch về với cội nguồn dân tộc Việt Nam. Thành phố Việt Trì còn được biết đến với tên gọi khác như thành phố công nghiệp Việt Trì, thành phố ngã ba sông. Việt Trì được chính phủ cho phép đầu tư để trở thành một trong những đô thị lớn của nước ta. Và sau đây là những hình ảnh mới nhất về thành phố Việt Trì năm Tân Sửu 2021. Thank you.
cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành cùng Sống Lạc Việt. Hãy đăng ký kênh, ấn chuông và đưa ra những nhận xét để luôn nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ở những hành trình tiếp theo.